chạy 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 bình tĩnh, bình tĩnh tụi em là người tốt chạy không sao không chị bình tĩnh. Tụi em muốn lại đây xem là cái hoàn cảnh của chị thôi nha nha. Để tụi em vô trò chuyện chị nha. Bình tĩnh tụi anh là người tốt đến đây để giúp đỡ thôi chứ không có hại em đâu. Không có chị. Không thiệt. Mến chào cô chú chị bạn, thì như là cuộc hành trình của anh em mình sẽ đưa bé Tiền về quê, thì như là cô chú khán giả điện cho mình là ở chỗ Cần Thơ đó là có một cô gái là đang sống ở ngoài một cánh đồng trống. Thì như là cánh đồng trống đó thì cái căn nhà không phải là căn nhà mà căn chòi, như là đang sống ở đó như là màn trời chiếu đất. Như là cô gái thì nghe nói là bà con nói là cô gái đó sống với mẹ già mà như là bị cha dượng đó sàm sỡ như thế nào, thì câu chuyện đó thì mời cô chú chị bạn theo chân Quy để đến để tìm hiểu cái cô gái đó thật hư câu chuyện như thế nào. Thì mời cô chú chị bạn theo chân mình ha. Muốn chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì sau khi mà anh em đã tìm hiểu được bà con lối xóm ở đây và cũng như là biết được là hiện tại cái cô gái này ở cái trong cái ngôi chòi bên đây, mà cái khu vực này hình như là em thấy rất là hoang vắng luôn anh Quy ơi. Đúng rồi, không có nhà cửa ai hết. Mà tại sao lý do cô này lại chọn một cái nơi này mà sinh sống hẻo lánh như vậy ta? Vắng que luôn à. Nhưng mà cái khu này anh là nam đây mà cho anh ở anh không dám ở đó. Đúng rồi. Rồi cái nhà xem nè, xung quanh đây là toàn là lung đìa không à, không có nhà cửa ai hết anh em. Ơi phải đúng cái vị trí không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chị ơi, chị ơi. Ờ, chị bình tĩnh chị. Bình tĩnh. Tụi em là người tốt chị. Không sao không sao. Chị bình tĩnh, tụi em muốn lại đây xem là cái hoàn cảnh của chị thôi. Nha nha. Để tụi em vô trò chuyện chị chút xíu ha. Bình tĩnh, tụi anh là người tốt đến đây để giúp đỡ thôi chứ không có hại em đâu. Không có chị. Không thiệt. Đi vào trong. Trời ơi sao chị ở đây là ở với ai hả chị gái? Ở một mình à. Trời ơi mấy anh đâu vô đây vậy? Tại vì em có nghe được bà con cô bác ở đây chia sẻ là thấy chị ở trong cái căn chòi ở đây một mình, nên tụi em muốn đến đây để tìm hiểu cái câu chuyện của chị á. Có thể là tụi em giúp được gì cho chị không? Ai nói vậy trời, có mấy cô ở đây nè. Đây mà cũng biết nữa. Thôi mình vào trong trò mình trò chuyện chút xíu ha chị ha. Đây rồi chị sinh sống làm sao? Sao tự nhiên chị ra đây? Dạ. Thì em cũng có gia đình. Mà buồn chuyện gia đình nên ra đây ở. Thôi mình vậy mình vô trong trò mình trò chuyện chút xíu ha chị ha. Trời đất ơi. Chờ ở đây có mình hả? Ở mình à. Rồi chị ở đây lâu chưa? Ở được tháng mấy, gần 2 tháng rồi. Mà hoàn cảnh của chị như thế nào mà tại sao mà chị lại ra sinh sống ở một cái chòi mà nơi hoang vu hẻo vắng như vậy? Buồn chuyện gia đình. Là buồn chuyện gì? Chị có thể chia sẻ cho anh em tụi em biết được không? Chuyện khi mà còn mẹ với ba ly dị rồi cái mẹ bước thêm bước nữa có cha dượng. Dạ. Còn sao nữa chị? Hình như là để cho chị đang bị chạnh lòng đúng không?
để cho em cứ bình tĩnh nha, cứ bình tĩnh lại, không có gì phải chạnh lòng hết. Như là tụi anh đến đây để tìm hiểu cái câu chuyện của em như thế nào, để tụi anh có thể là giúp đỡ cho em được cái gì đó tụi anh giúp. Đúng rồi. Có cha dượng mà chung mà cha dượng ổng ổng sao? Có tình ý với mình nên khó nói lắm. Nên à, buồn nên đi ra đây ở. Khóc, như là nói chung ra cái hoàn cảnh mà là mình hỏi tới cái chuyện đó đến chạnh lòng á, là không nói nên lời. Thôi nên là em cứ bình tĩnh ha, cái chuyện gì đâu còn có đó, như là cái câu chuyện của mình như thế nào đó em cứ chia sẻ đi, như là có tụi anh rồi nên tụi anh sẽ như là giúp được phần nào cho em thì tụi anh giúp. Em cứ chia sẻ câu chuyện em đi, như là để cho em bớt chạnh lòng xíu đi. Dạ. Thì mẹ khi mà cha với mẹ ly dị thì một thời gian sau thì mẹ cũng bước thêm bước nữa có cha dượng, rồi cái về nhà rồi kiểu như cũng sống được một thời gian, rồi người ổng mình nhìn theo ổng để ý mình, rồi nhiều khi thấy ổng nhìn mình với ánh mắt kỳ lắm, rồi quan tâm nhiều nữa. Rồi có nhiều khi á, mình ngủ mà ổng có ngồi ổng nhìn mình hoài. À, rồi nhưng mà ổng có làm gì chị không? Cũng có, nhưng mà nói chung là khi mà mình cũng biết là vậy nên mình cũng cảnh giác á. Dạ. Mình cũng không có cho mọi chuyện đi quá xa nữa. Dạ. Nói chung là với lại mình cũng không muốn mẹ mình buồn nữa. Với lại sau này mẹ cũng già rồi, cho nên là sau này mình suy nghĩ là sau này dượng thì có thể là đi với mẹ suốt, chứ còn mình thì mình cũng có chồng có con rồi, cũng lo gia đình nên mình không có nói ra, nhưng mà thôi mình tự ra đi. À, nhưng mà chị có chồng rồi hả? Em có chồng, có đứa con gái. À, rồi vậy bây giờ ông xã đâu? Chồng em mất lúc em còn con còn nhỏ. À, vậy là chị là mẹ đơn thân hả? Dạ. Rồi giờ đi, rồi lúc mà đi thì không có nói. Có gì. Ủa nhưng mà tại sao mình không ở chỗ nào đó mà tự nhiên mình đi ra đây ở một mình? Rồi dạ. Chị con chị ở với ai? Con thì giờ gửi ngoại. À, là con gái. Nó còn ăn học ở đó nên mình đi, nên mình tính buồn quá nên đi ra đây sống một thời gian cho mọi chuyện ổn ổn, rồi có công ăn việc làm, rồi rước con. À, ý là con chị là con gái hay con trai? Gái. Nhiêu tuổi em? 10 tuổi. 10 tuổi. Như là anh thấy như là em sống ở đây á, thì khi nào bà con chia sẻ cho anh em bước vô trong đây á, thì thấy như là vô đây là anh thấy là như là đồng trống hiu quạnh luôn. Mà như là em là một thân phụ nữ nữa mà sao em dám ở đây? Dạ. Lúc đầu thì cũng sợ lắm, chập chờn đâu ngủ được, riết từ từ cũng quen. Cũng có từ từ thấy sống ở đây cũng tháng mấy rồi. Nhưng mà ý cho em hỏi là rồi nếu mà chị ở đây như vậy á thì rồi ban đêm ban hôm chị ngủ như thế nào? Em thấy hình như là không có mùng luôn á, rồi mền gối gì là ngủ hả? Cũng quen. Ủa sao hồi nãy là anh với Nam bước vô á thấy em á sao làm gì mà em hoảng hốt dữ vậy? À đúng rồi. Dạ. Tại vì cách đây cũng lúc mà em mới lại đây ở một tuần á, tuần hơn gì á, cái cũng có 2-3 người á, đàn ông á đi ngang, rồi cái đầu cái họ vô đây, rồi lúc đó em ngủ trưa em cũng không hay, cái vô tới đây cái em giật mình vậy. Kiểu như họ dòm dòm em sợ lắm. Không, với lại chỗ này cũng lạ của mình nữa. Nhưng mà ý là khi mà chị ở đây đến đây rồi những người đó là thì có làm gì chị không? Nhìn rồi kiểu như ổng đang ngủ, ổng ngồi xuống ổng nắm cái chân nên giật mình dậy, rồi quảng hốt chạy la lên. À, thì em có nghe bà con cô bác chia sẻ về cái hoàn cảnh của chị, nên là ngày hôm nay anh em đến đây cũng như là muốn là tìm hiểu về cái hoàn cảnh để mà có thể là giúp đỡ cho chị. Nhưng mà chị năm nay là chị tên gì ha? Dạ.
em tên Hương. À, chị Hương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 30. À, rồi vậy là chị ở đây một mình vậy rồi chị sinh sống như thế nào? Dạ, thì ở đó có cái cầu có nước đó, rồi chiều thì chiều cái đó thì giặt đồ rồi tắm rửa với đó, nước nó cũng trong lắm. Dạ. Còn ăn uống thì em đổi nước. À, ăn uống với lại mình nấu ăn á thì mình đổi nước bình. Còn cái kia thì em tắm với giặt đồ, đồ thì em xuống dưới kia em múc. Rồi như là từ ở chỗ cái chỗ chị ở đó mà ra ngoài chợ đó xa không? Dạ cũng xa. Xa hả? Dạ. Rồi giờ nhưng mình mà bình thường á là xa thì em có gửi ở đằng kia cũng cách đây mấy trăm cây, có cái hay mấy mẹ con của chị đó sống ở đó đó. À, cái chị đi chợ thì em qua em gửi. À, gửi mua đồng hộ đó ha. Tại sao mà mình không đi chỗ nào kiếm một cái phòng trọ nào mình ở, mà tại sao chị ở trong cái liều này? Gửi liều này là chị tự làm hay sao? Dạ, tự làm. Với lại à, bây giờ mà đi gần quá thì mẹ cũng đi kiếm cũng kêu dời. À, nhà em là ở Cần Thơ hả? Dạ không, nhà em ở Vĩnh Long. À, như là em trốn qua đây. À, như là em ở bên Vĩnh Long mà em trốn qua Cần Thơ em ở. Nhưng mà sao em thấy tự nhiên chị không kiếm chỗ nào ở mà chị đi vô một cái nơi hoang vắng như vậy, một mình, một thân một mình phụ nữ mà mình ở đây như vậy thì rất là nguy hiểm luôn. Rồi chị ở ra đây thì được bao lâu rồi? Dạ cũng tháng mấy, 2 tháng rồi. À, thì cái mùa này nó mùa nắng cũng đỡ rồi, ví dụ như vài bữa mưa thì chị nghĩ ở đây nó tạt thì sao chị ở được? Giờ thì mình trước tiên thì mình sống trước kia đi, rồi tới đâu hay tới đó. Chứ anh thấy là cái chòi này thì nó cũng không có lớn mà nó nhỏ bạc đồ, anh thấy cũng có gắt rồi. Đúng rồi. Nên là em ở đây là mùa nắng á, thì cái này nói chung ra là giờ này anh em mình ngồi giờ này cũng hơi chiều ha, mà cảm thấy nó nóng nó là rồi 12 giờ 1 giờ lúc đó là nắng gắt lên, sao em chịu nổi? Không, ở đây thì cũng không đến nổi nắng lắm. À, cây có gì cũng nắng lắm, mà sợ mùa mưa thôi. Rồi chị ở đây thì chị làm cái gì để mà chị sinh sống? Dạ, ở đây thì lúc mà ta chưa biết á thì mình cũng mua ăn mì, còn bình thường á thì giờ ta biết là ai làm gì mướn đó. Ví dụ như ta mướn mình hái trái cây rồi này nọ. À, là em đi hái. Có khi hái rau, có bữa thì hái rau ra chợ bán. Mà vòng vòng đây thì khi ta hương thì mình hái cái mình bán cho ta mua, bán rẻ mà kiếm tiền rồi mình mua mì ăn đó. À, như là rau gừng đó ha. Dạ. Mà cho em hỏi chị Hương nè, tại sao mà chị lại từ bỏ gia đình mình mà lại đi ra chỗ này để mà mình muốn tự sống một mình ở đây trong một cái nơi hoang vắng như vậy? Dạ, thì nãy lúc đầu em có nói rồi đó, em buồn gia đình mà. À, là buồn vì cái người dượng ha. Dạ. Rồi lại khi mà mình ra ngoài này thì lại mình gặp những người xấu nữa. Trời đất ơi, nói chung ra thì cái cuộc đời mà nó không có cái này nó cũng phải gặp cái chuyện khác. Mà bây giờ anh thì nghĩ là bây giờ hiện bây giờ nếu mà cái hoàn cảnh em như vậy đó thì mình kiếm chỗ nào cái nhà trọ đó ở để mình dễ buôn bán hơn, chứ em vô trong rừng này, trong cái cánh đồng như vậy nè, màn trời chiếu đất gì mà em ở đó, thì anh thấy là nó cũng không có được ngon lắm. Mình đi kiếm nhà trọ em ở đi, mình bán vé số rồi cũng được. Lúc đầu nếu ý là giờ lúc đi á, lúc ở nhà cũng không có là làm không có dư á. Yeah. Lo con cái á, rồi giờ đâu có đi cũng đâu có dư, đâu có tiền đâu, mướn trọ không phải có tiền. Lúc đầu á thì lúc em ở nhà em làm á thì em cũng dành dụm được ít, được vài triệu. Rồi lúc mà em đi thì em đem heo á, thì khi mà em chiều em đi hái rau đồ á, rồi em để trong đây nè, rồi khi em quay về mất tiêu. Em thấy đồ đạc đồ lục tùm lum tùm la hết. Trời xong ơi. Xong rồi tiền ta lấy mất tiêu. Khổ gặp cái heo nữa. Nói chung ra thì cái hoàn cảnh là chẳng hạn như em đi, như là tụi anh vậy nè, như là tụi anh đôi lúc mà mình đi đâu á nè, trong túi mình không có tiền á,
mình còn thấy bực bội nữa, chứ đừng nói là ở trong cái cánh đồng hiệu quạnh như gì mà như là không có đồng tiền nữa, mà ở xa chợ nữa, như là thấy nó thiếu thốn đủ thứ hết. Rồi tối đây em ngủ á, là em có đốt đèn gì không? Không. Trời ơi. Rồi chị có xài điện thoại không? Không. Ở đây mà đốt đèn người ta để ý. À trời ơi. Vậy là chị sống giống như cần muốn như người gần luôn rồi. Thời thiên cổ luôn á. Không xài điện thoại. Rồi không đốt đèn dầu, đèn cày rồi gì hết trơn luôn hả? Trời ơi. Mà ở đây nói chung ra là sống vậy mà em ở 2 tháng mấy là em cũng hay lắm rồi đó. Vậy thì lúc mà chị ở đây tới giờ thì có bên chính quyền rồi người ta biết không? Lúc mà người ta biết người ta xuống mà em thấy em khổ, em xin người ta cho ở tạm. À là người ta có xuống rồi. Ừ. Mà em xin ở đây người ta cho ở. À. Quý vị khán giả xem. Đây hiện tại là một cái căn tròi của chị Hương. Đây là tự tay chị làm luôn hả chị Hương? Dạ. Thì từ ở trên đó mà xuống đây chắc cao lắm là cỡ khoảng 1,5 m à. Đúng rồi. Để một hồi nữa thì anh em mình tiếp chuyện hỏi chị Hương chút xíu nữa đi. Rồi anh em mình sẽ quay vòng vòng cái căn chầu này cho cô chú xem ha. Rồi chị Hương ăn gì chưa ha? Dạ, ăn rồi, nãy em có nấu mì ăn. À, mà đây chị ăn mì không hả? Dạ. Trời đất ơi. Bây giờ chiều xuống à. Rồi đây thì nói chung nha, mình còn gạo ăn không? Dạ không, em ăn mì, gạo mà phải tốm đồ ăn. Nên là chọn cách ăn mì hả? À. Để cũng em có thèm cơm không, có gì á, có dịp đó thì tụi anh đi ngang đây đó, anh gửi cho em số gạo. Đúng rồi. Tại vì của ít lòng nhiều. Dạ. Chứ ăn mì hoài cũng không có tốt. Tại vì nếu mà mì á, mình chỉ ăn sáng hoặc là ăn tối mình ăn dặm thôi. Quan trọng là mình cơm mình ăn để cho nó tốt cho bao tử của mình. Nên là em cứ ăn mì hoài cũng không tốt. Dạ. Cảm ơn mấy anh nhiều. Thì chị định ở đây đến bao giờ chị Hương? Dạ. Em chưa biết nữa. Lần lẽ mình cứ mặc kệ đời vậy sao? Bây giờ hỏi Nam nè, bây giờ hiện bây giờ á thì sống ở đây mà nếu mà bây giờ làm mẹ mà phải thương con. Thì thật sự ra bây giờ á, như là cái hoàn cảnh như là cha dượng như vậy, hỏi Nam chứ làm sao mà về nhà được. Mà về nhà thì cha dượng đối xử như vậy thì đâu có cách nào, chỉ còn chọn cái cách là gì thôi. Nếu mà thật sự ra anh đóng cái hoàn cảnh như Hương thì anh cũng phải chọn như vậy thôi. Hả chị Hương? Dạ. Thế chị nghĩ sao? Có lẽ chị mình lẽ tương lai mình chỉ là chọn vô một cái nơi hẻo lánh như vậy rồi mình tự hủy hoại bản thân mình vì sao? Giờ trước tiên thì khi nào mình sống ở đây đi, khi nào mình đỡ buồn qua ai rồi mình suy nghĩ chuyện khác. Nhưng mà bây giờ chị còn năm nay chị 30 tuổi, chị còn đứa con gái nữa. Rồi bây giờ chị buồn về một gia đình như vậy, rồi chị lại tự vô trong có một cái nơi hoang vắng như vậy. Cái tương lai của mình là mập mờ hơn nữa đó. Nếu bây giờ thật sự cho chị một điều ước thì chị Hương ước gì nè? Hả chị Hương ha? Em cứ nói đi, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Nếu mà ước thì em ước có ít tiền rồi em buôn bán. À là chị ước buôn bán ha. Dạ. Rồi chị thích buôn bán cái gì? Em thích đồ, bán đồ, quần áo. À. Bây giờ thì hiện tại là chị là mẹ đơn thân, rồi có một đứa con gái ở với bà ngoại. Bây giờ thật sự là khi mà anh em mà biết được cái hoàn cảnh của chị Hương đây, mà tự một người phụ nữ mà lại dựng cái chòi ở một cái nơi hẻo lánh như vậy, hoặc không biết là phải nói làm sao luôn. Thiệt vô cái mà anh thấy là cái căn chòi của em như gì mà em ở như vậy là anh thấy là không có chịu nổi luôn. Rồi ban đêm ban hôm
ngủ ở đây thì rất là nguy hiểm, mà em thấy chị cứ chảy cái chiếc chiếu về rồi chị ngủ, rồi tối mà lỡ trầm mưa xuống rồi gắn gít rồi thì sao rồi chị Hương? Em không biết nữa, tối thì em có đốt qua đèn, đốt như mũi à. Đây nói chung nha nè, cô chú nhìn nè, dưới này nè, đây là gần một cái bờ bờ sông, cái này cũng coi như con sông ha. Đúng rồi. Mà như là cỏ rồi hoang vu hẻo lánh nè. Cái này là nói chung ra anh nói nam chứ nếu mà mấy cái khu này á là rắn lục dữ lắm luôn. Đúng rồi. Mấy cái cây xanh xanh là rắn lục ghê lắm. Mà từ hồi lúc giờ em ở ha, hơn 2 tháng rồi mà em ngủ đây em có thấy như là rắn ghét đâu không? Cái này dùm mấy cái đất này nè, bò cạp nó cũng dễ lên. Có kiến thôi. À kiến thôi. Thiệt. Vô thấy cái hoàn cảnh này thiệt anh chảnh lòng luôn. Là nãy là chị ăn mì rồi hả chị Hương? Nhưng mà em thấy chị nét mặt của chị Hương có vẻ hơi buồn nha. Khi mà nhắc anh em nhắc tới chuyện cũ hay sao? Dạ. Buồn dữ lắm mới đi. À. Quyết định đi thôi. Là mình khi mà mình đi ra rồi thì mình bị, mình có ít tiền mà mình bị người ta lấy nữa. Dạ. Là bây giờ là mình cũng không có khả năng luôn. Trắng tay luôn. Giờ thì chỉ biết là làm bữa nào là ăn bữa đó. Rồi, ý là rồi chị ở đây thì chị đi làm công việc gì? Thì người ta mướn gì làm đó, hái trái cây nè, có nhổ cỏ nè. Dạ. Là giống như là mình cũng đi dạ. Xin việc vòng vòng đây ha. Dạ. Tại vì em cũng nghe được bà con cô bác á, là cũng chia sẻ với anh em tụi em trước khi vô gặp chị á, thì bà con cũng thương chị lắm, nói là hoàn cảnh của chị ở đây thì chị cũng rất là hiền à, và tự muốn sống cô lập một mình ở đây. Dạ, vòng vòng ở đây thì người ta cũng thương, có khi người ta cho cái này cho kia à. Là có cái lầu thấy người ta thấy mình đi ngang cái ta cũng nói ừ cho này cho kia vậy ăn. Vậy chị đi như vậy chị nhớ con không? Nhớ. Bây giờ chị có muốn về gặp con gái mình không? Sao muốn vậy chị? Gặp con nhưng mà không muốn, chưa không muốn về nhà đó. Về là còn cái cản trở đó là người cha dượng, em hiểu không? Là giờ chị về chị không muốn gặp cha dượng hay sao? Nói chung là giờ mình đi rồi chung cũng khó nói à. Không sao thì mình cứ tâm sự đi, nhiều khi mình ở đây một mình không có ai để tâm sự, bây giờ thì có mọi người đây để chị tâm sự đi, để có một, có thể là anh em ở đây giúp được gì cho chị. Mình cứ trải lòng mình ra chứ đâu mà mình tự nhiên mình ở muốn vùi thân mình ở đây hoài sao được. Thấy chị Hương mà khi mà nhắc về gia đình rất là buồn quý vị. À, là tụt cảm xúc á ha. Đúng rồi, tụt cảm xúc. Và hồi nãy khi mà anh em vô đây là chị tưởng tụi em là người xấu hay sao? Trời ơi, chị cầm cây chị gượt em hết hồn luôn á. Anh cũng sợ luôn. Nó nói chung ra thì gì nè Hương, anh nói cho Hương nghe này nè. Ví dụ như là trên cái chuyến đường anh em đi cũng là đưa một cái hoàn cảnh là bé Tuyền. Như là bé Tuyền hồi lúc trước á, là cũng là sống một ngôi miếu quan thì bị như là anh em, như là trên cộng đồng mạng ta nói là vừa bị tâm thần mà vừa bị tùm lum các cái tâm linh gì đó. Thì như là đưa đi thì trên cái chuyến đường đi đó thì gặp bà con người ta điện thoại cho anh em. Thì anh em thấy ghé vô cái hoàn cảnh của em như thế nào thì tụi anh là vô thấy hoàn cảnh của em là anh thấy là không còn gì để nói nữa. Giờ, em thấy hồi nãy giờ chị chia sẻ thì chị cũng bữa giờ là ăn mì cũng mấy tháng nay luôn hả chị Hương? Dạ, có ăn cơm nữa. À. Có khi có mẹ con của chị bên kia cũng thương lắm. Dạ. Lâu cái bả nấu đồ ăn rồi có lại bả cho. Mà mình ăn với mình là nhận với cũng ngại, mà gia đình ta cũng khổ chứ có dạ, có dư giả gì đâu. Dạ. Ta cũng cho. Dạ, thấy hiện tại là chị đi thì cũng có bao nhiêu đồ đây hả chị Hương ha? Dạ, lúc em đi ở đây thì em cũng mua cái ấy về đựng
có nấu nước đồ. Dạ. Trời đất ơi, bây giờ một quý vị xem nè, để anh em cho quý vị xem cái con tròn của chị Hương. Chọn... Đây là con tròn mà chị tự làm luôn hả chị Hương? Dạ. Trọn vẹn, chị tính ra là em thấy có cái bình nước nữa nè. Nước. Bình nước là mình đi đợi đổi hay sao? Dạ, đổi gửi cái chị kia bá đi chợ sẵn bả đổi giùm, đặng dạ. Uống với lại nấu cơm đồ. Nấu đồ ăn rồi đó. Chị Hương ơi, rồi cái liều này chị tự dựng thì lúc mà chị ra đây tới giờ thì có bị đám mưa nào không? Chưa anh. À, rồi nếu mà lỡ vài bữa mưa rồi chị tính sao? Mưa hả? Mưa thì em dẹp ba cái chỗ ngủ này lên rồi ở đây luôn, ngày nào hết mưa rồi tính tiếp. Trời đất ơi. Em thấy cái miếng cao su của miếng bạc của chị à. Thấy nhìn thấy thấu trời luôn á. Lúc em lại đây không có gì hết nên em đi mua rồi em làm che mưa cũng đỡ. Mà nói chung là em phải khâm phục chị luôn á, là người phụ nữ rất là cứng rắn luôn, không biết buồn gia đình như thế nào mà chị lại ra đây mà chị dựng căn chòi ở đây nè, không có nhà cửa gì hết mà cách ở đây là vài trăm mét xuống dưới kia mới có nhà. Giờ mình chọn con đường đi rồi mình phải chịu thôi chứ sao giờ. Ý là chị bây giờ chị muốn vô đây là kiểu như là để cho nó thoải mái đầu óc mình hay sao? Để em giờ em ở trong đây một thời gian đi. Để em đỡ cái ấy chút xíu rồi chứ ở nhà em buồn suy nghĩ nhiều em mệt lắm. À hình như em thấy chị Hương đang có vấn đề gì sao á nha. Dạ. Em có hay nhức đầu á. À suy nghĩ em bắt đầu cũng khủng nên em chọn đi thời gian rồi tính tiếp. Là bây giờ là chị muốn là mình ra đây ở thời gian. Dạ. Cho đầu óc mình thoải mái rồi mình đi về ha. Dạ. Không có về đâu. À không về luôn vậy chị đi định làm sao? Giờ em ai thuê cái gì em làm đó rồi có tiền thì em đi kiếm việc làm. À nhưng còn mà ước mơ của mình là mình muốn buôn bán đúng không? Dạ. Buôn bán là giờ phải có vốn nhiều đó. Dạ. Thì anh thấy ở đây thì chắc em có thể là em muốn có vốn nhiều là anh nghĩ là không có. Tại vì sao? Em ở đây em đi làm ngày nào em sống ngày đó thì không có cái số vốn nào mà dư để nhiều để em thực hiện được cái ước mơ của mình đâu. Nhưng mà hiện giờ em trò chuyện với chị Hương nhưng mà em thấy ông trời ông hì 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 rồi đó. Anh thấy là bắt đầu trời đen thui rồi đó. Trời em buồn heo em. Nó chị có nghe tiếng ông trời gầm chưa? Hì gầm hì chưa đó. Quý vị khán giả ơi. Đây là nói chung là tối lắm rồi. Âm u rồi đó quý vị ơi. Em cũng không biết phải nói chuyện chị Hương này như thế nào nữa. Mà gan thiệt luôn. Thiệt đúng gan luôn á. Nếu mà tụi anh ở đây là tụi anh sẽ không dám ở rồi. Nhưng mà em hỏi chị Hương nè. Là bây giờ chị có thèm ăn cơm với lại món gì ngon ngon không? Có. Thế thì anh em tụi em sẽ mua tặng cho chị. Ha. Em nghĩ là chị chắc cũng bữa giờ cũng lâu rồi không ăn cơm. Có gì thì để anh em trong nhóm mua đồ ít vào cho chị nấu ăn ha. Dạ. Đây thì anh nghĩ là chắc em anh thèm nhất đó là em ăn món thịt. Chứ cá ở đây là em tìm được đúng không? Dạ. Lâu lắm rồi không có chạm được miếng thịt heo đúng không? Cá thì có khi rảnh thì xuống mình mò. Thật sự là khi mà anh em nghe được cái câu chuyện của chị Hương đây thì cũng chị rất Hương là... chị Hương Hương hả chị Hương? Chị Hương. À chị Hương rất là sốt quý vị, vì có thể là anh em sẽ quay lại một lần nữa để tìm hiểu cái câu chuyện của chị Hương về vấn đề mà cha dượng bị cha dượng có những cái hành động không tốt đối với chị Hương. Và sau khi mà đi ra đây nữa thì bị những người thì đàn ông xấu
Bây giờ là chị Hương định là sao? Có muốn là đi ăn với tụi em không? Tụi em tối nay tụi em mời đi ra chợ ăn nè. Đi ăn không? Hay là sao vậy? Chắc nhiều khi không tin tưởng mình đâu, mới quen mà. Đâu tin tưởng mình. Không, nói chung là anh em tụi em là người tốt, không có hại chị đâu. Muốn giúp đỡ chị thôi. Sao không đi? Trời ơi, em thật sự nãy em nghe chị chia sẻ là chị không xài điện thoại. Mà ở đây thì cũng không có cái bất cứ cái gì hết trơn. Nấu là nấu bằng gì? Chị nấu bằng củi hả? Đây chị có củi thôi. Là chị Hương đang nấu đây ha. Ừ, đây nè, đang nấu cái lò nè cô chú. Trời đất cái lò huyền thoại luôn. Chỉ có đơn sơ đơn giản như vậy thôi quý vị. Còn thì... phía bên ngoài nè, xem nè. Một cái bên đây á là cũng là một con sông. Còn phía bên đây á thì cũng là một cái con đường mà của người nông dân người ta đi để ra ngoài ruộng đồng rồi đó cô chú. Chồi nè, sập sệ gì. Mà nãy giờ anh ngồi đây anh thấy mũi không Nam? Đúng rồi, mũi nhiều mũi lắm quá luôn. Trời mũi luôn. Để nếu mà... Hay là bây giờ tụi em đi mua cho chị cái mùng nha. Dạ. Được không? Được. Ừ, thôi có gì để tụi em mua cho chị cái mùng đi chứ. Nếu mà chị ngủ như vậy thì ban đêm mũi dữ trời lắm. Bây giờ vẫn ngày mà ngồi kiểu này mũi... Nó bay ho 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 trước mặt anh luôn á. Đúng rồi. Nói chung ra ở mà miền Tây á là em biết sao. Cái mùa này á là vô cái mùa lúa đó người ta xịt cỏ đó em. Đúng rồi. Còn xui mà mũi á nó vô mấy lùm cây này nhiều lắm. Rồi buổi tối là chị cũng có cái mền với cái gấu gì thôi đó hả? Dạ. Rồi. Rồi đồ đạc thì chị có trong cái vỏ gì thôi. Trọn vẹn vậy thôi. À. Có gì đây. Nồi nè, nồi son rồi nè. Trời ơi. Thôi vậy bây giờ tỷ tụi em đi chợ mua cho chị cái mùng ha chị Hương ha. Rồi em có thèm ăn món gì nữa không? Tụi anh sẽ mua cho em luôn. Mua vừa đủ ăn thôi chứ không mua dư được. Tại mua dư để nó... Em nghĩ là bây giờ là hư. Sáng mai mình vô mình mua đi. Còn bây giờ là mình tối rồi, tối đâu mình được. Khi anh em vô thì mua cho chị đồ ăn thôi ha. Rồi thôi bây giờ để mà anh em tụi em đi ra ngoài chợ có gì tụi em sẽ kiếm mua cho chị cái mùng ha chị Hương ha. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà chị giờ dứt khoát là không đi với tụi em hả? Sao vậy? Sợ tụi em hay sao? Hả chị Hương? Mới nhập lần đầu. Sợ hả? Trời tụi nhưng em có gì đâu sợ. Cam đi như là tụi anh đó là đến đây giúp đỡ cho em là thật lòng chứ không phải là để giúp đỡ cho em như là qua loa. Nhưng mà thật sự nãy giờ khi mà Nam trò chuyện với lại chị Hương đây á, cảm giác cái chị Hương đang có vấn đề gì á quý vị ơi. Chưa hiểu được luôn. Thì thôi bây giờ anh em cũng sụp tối rồi. Để anh em cố gắng chạy ra chợ mua cho chị Hương một cái mùng. Rồi khi mà tối nay quay lại đây để có thể là anh em trò chuyện sâu hơn về hoàn cảnh gia đình của chị Hương. Và lý do tại sao chị Hương lại chọn là cái căn chòi ở đây, một cái nơi hẻo lánh, hoang vu như vậy. Nghe quý vị. Thôi bây giờ anh em mình đi anh Huy ơi. Rồi như là anh cũng cảm ơn em nha. Rồi em chào chị Hương rồi. Nha. Rồi tụi anh sẽ đi tối mà em quay lại là em báo hiệu trước nha. Chứ đừng có cầm cây nữa nha. Rồi còn nhang mũi không? Tụi anh mua nhang mũi luôn cho. Dạ, đây là chắc nhất thiết phải cần nhang mũi nữa. Đúng rồi. Ừ. Rồi có gì anh mua nhang mũi với mùng vô cho em ha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Chào em nha.